Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê ngày 14 tháng 8 năm 2020. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được những thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Thưa quý vị và các bạn, thị trường cà phê trên thế giới, trên cả hai sàn, bất ngờ tăng tốc khi chứng khoán của Mỹ tạm thời đóng cửa và đồng real của Brazil hồi phục đáng kể. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London bất ngờ tăng tốc. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng thêm 48 USD, mức tăng tới 3,44%. Giao dịch lên mức là 1.442 USD trên tấn. Và kỳ hạn giao tháng 11 tăng thêm 40 USD, mức tăng là 2,98%. Lên mức giao dịch là 1.382 USD trên tấn. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Tương tự thì giá cà phê Arabica trên sàn New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng thêm 4,15 sen, mức tăng là 3,7%, lên mức giao dịch là 116,2 sen trên bao. Và kỳ hạn giao tháng 12 năm 2020 tăng thêm 3,85 sen, mức giao dịch là 118,1 sen trên bao. Các mức tăng rất mạnh, khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình. Về tình hình giá cà phê trong nước ngày hôm nay, trong phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê trong nước khu vực các tỉnh Tây Nguyên cũng tăng mạnh, bình quân tăng thêm 400 đồng trên 1 kg. Cũng theo xu hướng thị trường thế giới, mức giá dao động từ 32.500 tới 33.200 đồng 1 kg. Sau đây là giá cà phê cụ thể. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức từ 32.500 tới 32.600 đồng 1 kg. Tại huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc có mức giá là 32.600 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh, mức giá là 32.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê ngày hôm nay tăng thêm 400 đồng so với phiên giao dịch trước. Giá cà phê dao động từ 33.000 tới 33.200 đồng 1 kg. Tại huyện Cư M'gar có mức giá cao nhất là 33.200 đồng 1 kg. Tại huyện Ea H'leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá cà phê là 33.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng tăng thêm 400 đồng và dao động quanh mức từ 32.800 tới 32.900 đồng 1 kg. Tại khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, mức giá là 32.900 đồng 1 kg. Khu vực huyện Chư Bông, mức giá là 32.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông ngày hôm nay tại thành phố Gia Nghĩa có mức giá là 32.900 đồng 1 kg. Khu vực huyện Đắk Lắk, mức giá là 32.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum ngày hôm nay có mức giá là 32.800 đồng 1 kg, cũng tăng thêm 400 đồng so với phiên giao dịch trước. Riêng giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay có mức giá là 34.400 đồng 1 kg, tăng thêm 200 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong bản tin tiếp theo.